là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin đơn ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng tọa Thích Viên Lý, Bác Nhật Tạng và Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những chương tiếp theo trong bộ kinh Thứ Thập Nhị Chương. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Dạ kính bạch thầy, trước khi tiếp tục chia sẻ với quý vị khán thính giả về chương 39 trong bộ kinh Thứ Thập Nhị Chương, dạ con xin phép thầy con được tóm tắt nội dung chương 38 ạ. Dạ kính thưa quý vị, chương 38 Đức Phật đã hỏi các vị sa môn một câu hỏi, đó là sinh mạng của con người tồn tại bao lâu, và là để trắc nghiệm trình độ tu tập của các vị sa môn về một chủ đề cơ bản, đó là sự vô thường của sinh mạng. Và câu trả lời hay nhất và hiểu đạo nhất là khoảng một hơi thở. Sinh mạng của con người rất là mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không hít vào là sẽ qua đời khác liền tức khắc. Đó là nội dung của chương 38. Dạ, và thưa thầy, hôm nay con kính xin thầy chia sẻ với chúng con cũng như quý vị khán thính giả của đài nội dung của chương tiếp theo là chương 39 là gì ạ? Cảm ơn cô Siêu Hạnh. Thưa quý vị, nguyên văn của chương 39 như thế này. Đức Phật dạy, người tu học theo phương pháp của Phật thì phải tin và thực tập những lời Phật dạy, giống như ăn mật. Dù mật ở giữa hay chung quanh bát, tất cả đều ngọt. Giáo pháp của Phật cũng như thế. Thưa quý vị, cái ý chính của chương thứ 39 này muốn nhắc nhở chúng ta rằng là đã là một người Phật tử thì cái điều quan trọng đó là cần có một đức tin thật kiên định, thật vững chắc. Và cái điều quan trọng kế tiếp là cần phải học hiểu những giáo pháp của Đức Phật như là chính nó đang là. Nhưng mà chỉ với cái niềm tin và sự hiểu biết không thôi thì chắc chắn là không thể giúp cho chúng ta chứng ngộ được. Mà không chứng ngộ thì không thể giải thoát khổ đau, phiền não, sinh tử. Cho nên đòi hỏi mỗi một Phật tử còn phải có một đức tin trong sáng, vững chắc, còn phải hiểu đạo một cách rốt ráo và phải thực hành đến nơi, đến chốn. Chỉ có như vậy thì mới giúp cho chúng ta có được một cái đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật, bạch thầy, vừa rồi thầy cũng có nói rằng là một người Phật tử mà muốn đạt được những cái điều tu tập của mình thì phải là tin vào Đức Phật, và cái niềm tin phải là vững mạnh và cũng như thật là hiểu rõ những cái điều mà giáo lý của nhà Phật đã đưa ra. Vậy thầy có thể đơn cử một cách cụ thể cho chúng con cũng như quý khán thính giả của đài thấy được những cái niềm tin đó nó cụ thể là như thế nào? Cảm ơn bác Nhật Tàng. Ví dụ như chúng ta thường tin vào những cái hình thức nhiều hơn là những cái chân lý mà Đức Phật muốn qua những cái hình thức như vậy giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn. Như chúng ta tin vào những cái tượng Phật và chúng ta cho đó là một vị thần linh thiêng. Chúng ta nghe ở đâu quảng cáo rằng cái tượng này linh thiêng thì chúng ta tìm đến để chúng ta van vái, chúng ta lễ lạy. Với một cái đức tin như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, không phải là chánh tín mà là mê tín. Bởi vì Phật ở trong tâm, chứ Phật không phải ở những cái hình tượng như vậy. Hình tượng chỉ là những cái biểu tượng. Qua cái biểu tượng đó, chúng ta phải nhìn thấy được Đức Phật đang ngự trị ở trong tâm thức của mình. Phải thấy được cái Phật tánh, chứ không phải chỉ thấy cái tượng Phật như vậy mà có thể thấy Phật được. Như tuần trước chúng tôi có thưa đó, khi mà Đức Phật còn tại thế, mỗi ngày Ngài vào trong xóm làng để khất thực, Ngài đi ngang qua rất nhiều người. Nhưng mà bao nhiêu người đã thật sự thấy Phật, bao nhiêu người đã thật sự gặp Phật trong cái ý nghĩa trọn vẹn,
cả nhiều ngàn người nhưng mà không phải ai cũng là đệ tử của Đức Phật. Cái điều đó chứng minh là những người đã từng đi ngang qua Đức Phật nhưng mà không thấy Phật, không gặp Phật trong cái nghĩa đích thực. Thử ra trở lại cái câu hỏi của bác Nhật Tàng, cái đức tin của chúng ta, của những người Phật tử phải là một cái đức tin hoàn toàn đúng và chánh pháp. Chúng ta không mê tín gì đâu. Chúng ta đừng tự biến mình thành nạn nhân của mê tín. Và nếu chúng ta tin bằng một cái niềm tin mê tín thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta đang góp phần để hủy diệt chánh pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, vậy thì đối tượng niềm tin của một người Phật tử là tin tưởng và nương tựa vào ngôi Tam Bảo, phải không ạ? Dạ, thưa thầy, xin thầy chia sẻ với chúng con là thế nào là tin Phật, và thế nào là tin Pháp, và thế nào là tin Tăng, thưa thầy? Cảm ơn cô Triệu Hạnh. Nói đến ba ngôi Tam Bảo là nói đến một cái đề tài lớn, cần một cái thời lượng đủ dài mới có thể lý giải một cách chi tiết. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ giới thiệu một cách tổng quan. Tam Bảo có nhiều loại, nhưng mà từ trung có ba loại. Thứ nhất là đồng thể Tam Bảo, thứ hai là xuất thế gian Tam Bảo, và thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải đặt cái đức tin của mình đó là đồng thể Tam Bảo. Mỗi một chúng sinh, mỗi một chúng ta vốn có Phật tánh. Phật tánh này bình đẳng, Phật tánh này đang hiện hữu một cách hằng hữu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy quay về nương tựa với Đức Phật nào. Chúng ta phải thắp sáng cái tự tánh của mình. Chúng ta phải làm hiển lộ Đức Phật đang có mặt trong chính đời sống của chúng ta. Mỗi một chúng ta đang có một ngôi Pháp Bảo. Mỗi một chúng ta đang có một ngôi Tăng Bảo, đó là cái bản thể thanh tịnh và hộ hộp của Tăng Giả. Mình chúng ta phải quay về nương tựa vô bàn ngộ bằng đó. Nhưng mà ở những người chưa thật sự hiểu đạo thì chúng ta cũng đến chùa, cũng thờ Phật, cũng chọn một cái bậc minh sư để mà quy y, chứ không phải là chúng ta phủ nhận. Chúng ta không phủ nhận những cái hình thức đó, bởi vì nếu không có hình thức thì không có nội dung. Khi mình nói đến nội dung, điều đó có nghĩa rằng là một cách gián tiếp chúng ta nói đến hình thức, bởi vì hai cái nó đối lập nhau, còn không có hình thức thì không có nội dung được. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ bám víu vào cái hình thức suông mà không có đi sâu hơn để có thể hiểu được chân lý do Đức Phật khai thị, thì cái điều đó là một cái sự thiệt thòi rất là đáng tiếc. Bạch thầy, thì thầy vừa nói là một người Phật tử muốn tu tập thì mình phải có cái niềm tin vào Đức Phật cũng như giáo lý của Phật, và tin hẳn vào ngôi Tam Bảo mà mình đã tôn thờ. Nhưng mà có nhiều người tin Phật nhưng mà người ta lại không tin vào cái tự tánh của mình, tức là cái khả năng tu tập của mình, cho đó mà có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tu học. Vậy thì thưa thầy, nếu một người chỉ biết tin Phật mà không tin vào cái niềm tin của mình, cái sức mạnh của mình đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Dạ, cảm ơn bác Nhật Tàng. Chúng ta phải tự tin, bởi vì Đức Phật dạy mỗi một chúng ta đều là một vị Phật sẽ thành, và mỗi một chúng ta đang có Phật tánh ở trong lòng, ở trong tâm của mình. Mình phải tin cái điều đó. Và chính vì cái đức tin trong sáng này, chúng ta mới nỗ lực để tu tập. Nếu mà chúng ta không tin mình có thể thành Phật được thì chúng ta không thể nào bỏ thời gian công sức để mà tu tập cả. Chẳng hạn giờ chúng ta không tin cái thức ăn này nó có thể giúp cho chúng ta no bụng, chúng ta không tin cái thuốc này có thể chữa lành cái bệnh tật của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ uống một cái loại thuốc mà nó không có ích lợi gì, thì tại sao chúng ta phải uống nó? Cho nên mình phải tin vào chính mình là cái người mà chắc chắn
sẽ thành Phật nếu chúng ta thực hành đúng lời dạy của Đức Phật. Cái đó là cái điều quan trọng giúp cho chúng ta có thể chứng đạt được. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.